Ambulance. Xe cứu thương. Xe cứu thương. Xe cứu thương là phương tiện giao thông chuyên chở bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu. Xe cứu thương còn phải là phương tiện được vận chuyển bệnh nhân từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, bởi vì có hệ thống đèn báo và còi được ưu tiên. Patrol police car. Xe cảnh sát tuần tra. Xe cảnh sát tuần tra. Xe cảnh sát có thể thay thế cho sĩ quan cảnh sát. Chức năng chính của nó là để cho các sĩ quan cảnh sát đi làm nhiệm vụ, có thể đi lấy lời khai hoặc là tham quan cảnh sát. Xe cảnh sát tuần tra cũng có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được trang bị bằng hình ảnh và âm thanh. Ambulance helicopter. Trực thăng cấp cứu. Trong đời sống thường nhật, trực thăng được sử dụng như một máy bay để cứu thương, cứu nạn, cảnh sát, kiểm soát giao thông, an ninh, thể thao, báo chí và rất nhiều ứng dụng khác. Trực thăng cấp cứu được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để đưa các bệnh nhân bị nạn ở các khu vực nguy hiểm như là trên núi cao, trên các tòa nhà cao tầng đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Fire truck. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa là xe chuyên dùng cho việc chữa cháy, dập tắt đám cháy. Xe cứu hỏa thường có còi to. Khi đến đâu hú còi hiệu lệnh tiếng máy để mọi người tránh đường cho xe đi làm nhiệm vụ. Police helicopter. Trực thăng cảnh sát. Trong đời sống thường nhật, trực thăng được sử dụng như máy bay cứu thương, cứu nạn, cảnh sát, kiểm soát giao thông, an ninh, thể thao, báo chí và rất nhiều ứng dụng khác. Air fire truck. Xe cứu hỏa sân bay. Xe cứu hỏa sân bay là loại xe chuyên dùng trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, sử dụng xe cứu hỏa máy bay trong các trường hợp cần điều động lính cứu hỏa khẩn cấp làm nhiệm vụ hay để dập tắt các đám cháy ở sân bay. Xe cứu hỏa sân bay sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị gồm vòi bơm, thang, bồn chứa nước, vòi dẫn. Trong những trường hợp khẩn cấp, xe cứu hỏa sân bay sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cứu hộ. Army Ambulance. Xe cứu thương quân đội. Xe cứu thương quân đội. Nó thực sự là trạm y tế dã chiến, có khả năng cấp cứu các binh sĩ một cách kịp thời. Xe cứu thương quân đội. Fire helicopter. Trực thăng chữa cháy. Trực thăng chữa cháy được sử dụng để chữa cháy bằng cách thả nước hoặc bọt và ngọn lửa hay thiết lập vành đai cần lửa, hạn chế sự lan truyền của đám cháy. Trực thăng chữa cháy đặc biệt cần thiết cho đám cháy rừng, ít khi người ta sử dụng trực thăng chữa cháy ở các thành phố. Trực thăng chữa cháy. Rescue boat. Thuyền cứu hộ. Thuyền cứu hộ là loại thuyền chuyên dùng trong các tình huống cứu hộ khẩn cấp, giúp đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các khu vực nước sâu chảy xiết không có điểm bám lại cần cứu hộ càng nhanh càng tốt. Trực thuyền cứu hộ. Riots police car. Xe cảnh sát bạo động. Xe cảnh sát bạo động là chiếc xe bọc thép được thiết kế dành riêng cho cảnh sát nhằm đàn áp, khống chế bất cứ một nhóm bạo động ngoan cố nào. Xe cảnh sát bọc thép dường như là một khối thép khổng lồ, có thể chịu được tất cả các loại đạn bom, thậm chí hỏa lực. Fire ladder truck. Xe thang cứu hỏa. Xe thang cứu hỏa là dòng xe chuyên dùng có trang bị hệ thống thang thủy lực nâng dò
cứu hộ, nâng giá chữa cháy gắn trên thỏ. Xe dùng để cứu hộ nạn nhân bị mắc kẹt trên cao và xử lý các đám cháy mà xe chữa cháy thông thường không thể xử lý được. Xe thang cứu hộ, xe thang cứu hỏa là một trong những loại xe yêu cầu kỹ thuật, độ an toàn cực kỳ cao. Firefighting plane. Máy bay chữa cháy. Máy bay chữa cháy, máy bay được sử dụng nhiều từ hạng nhẹ cho đến hạng nặng, có khả năng cất cánh từ mặt đất và cao nhất. Máy bay chữa cháy hạng nhẹ nhất là AL-76. Mặt đất là thủy phi cơ B-200. Trên thế giới, loại thủy phi cơ phổ biến dùng trong công tác chữa cháy là CL-415 của Canada và CH-5 của Trung Quốc. Fire boat. Thuyền cứu hỏa. Thuyền cứu hỏa hay thuyền chữa cháy chạy nhanh đến hiện trường và bắt đầu chữa cháy ngay lập tức. Nhờ sự triển khai nhanh chóng của đội cứu hỏa, đám cháy sớm được dập tắt và hệ thống thực vật của đại dương được an toàn trở lại. Forest fire fighting vehicle. Xe chữa cháy rừng. Xe chữa cháy rừng là phương tiện chữa cháy được thiết kế chuyên dùng cho các vụ cháy rừng, hỏa hoạn ở các thắng cảnh cũng như những nơi địa hình khó tiếp cận. Xe gồm các bộ phận như tét chứa, chất dập lửa, hệ thống bơm cũng như các khoang, thiết bị được thiết kế trên khung xe.